Các bạn, thì bây giờ mình sẽ chuyển dữ liệu nè. Đây là Samsung nè, Zenfone 4 nè, đó, máy mới nè. Khi chúng ta mở lên nó sẽ có hình chào mừng như thế này. Chúng ta muốn chuyển dữ liệu từ Note 10 sang, đây là thiết bị cũ nha, sang thiết bị mới nè. Đó, thì giờ mình sẽ bật lên nè. Muốn chuyển hết tất cả dữ liệu từ đây sang đây như sau. Để mà chuyển được thì chúng ta nhìn thấy là chúng ta sẽ chọn vô nè, ngôn ngữ nè. Các bạn chọn tiếng Việt, tiếng Anh tùy theo chúng ta chọn trên đây ha. Rồi sau khi mà chúng ta lựa chọn mà những cái ngôn ngữ chúng ta phù hợp, chúng ta chọn bắt đầu. Đó, đồng ý tất cả những cái gì trên đây. Đây là sẽ có hai chế độ, chế độ là chuyển từ iPhone sang chuyển qua iPhone hoặc là iPad, hoặc là chúng ta chuyển qua thiết bị Android. Nếu như chúng ta chuyển về Android thì chúng ta nhập vào đây, thì lúc này chúng ta chỉ cần mở cái gì đây để sát lại với nhau, để sát lại ha. Đó, sát lại nó sẽ hiện ra một cái bảng thông báo. Đây là mình sẽ đợi cho nó hiện ra bảng thông báo. Chúng ta quét cái mã code từ đây qua đây là sẽ được nha. Đây, còn nếu mà trường hợp mà không được như thế này, các bạn sẽ có thể là các bạn tắt nguồn giúp mình đây nè. Tắt nguồn, khởi động lại. Đây là trường hợp hồi nãy là mình đã cho đang chuyển nhưng mình cho tạm dừng ha. Rồi bây giờ nó sẽ khởi động lại. Đây là quá trình khởi động của cái đây, khởi động đây nha. Đây là một máy khởi động lên Samsung Galaxy. Đây là lại bắt đầu lại nè, đồng ý. Đấy, chuyển từ Galaxy đây ha. Rồi là quét mã QR nè trên đây. Đấy, chúng ta đợi một chút nó sẽ hiện lên. Còn nếu mà không được nữa, các bạn sẽ bật lại, khởi động lại để cho nó hiện mã QR trên đây lên. Chúng ta sẽ lưu ý nha, mình đang để cho sát lại nè. Đây, nếu không được nữa, đây là cho phép mình khởi động lại máy bên đây lại là chắc cú luôn. Đây, Samsung Galaxy Note 10 nè. Đây, khởi động lên. Đấy, đấy, đây là khởi động lên. Mình cho bật lại nha. Mình cho bắt qua rồi đây. Không được, làm lại. Đây, thiết lập nè. Đấy, thì lúc này đang hai máy kết nối lại với nhau. Thì nhiệm vụ của mình chỉ cần quét cái mã QR này vô. Đấy, thấy chưa? Thì lúc quét này chúng ta sẽ có về như là nhập khuôn mặt mới hoặc là vân tay. Tiếp tục trên thiết bị mới. Đây là đang thiết lập trên thiết bị mới đây. Đấy, đây là trong quá trình chuyển dữ liệu từ điện thoại cũ sang điện thoại mới nha. Đó, đây là từ Samsung Galaxy Note 10 nè sang Samsung Zenfone 4. Rồi bây giờ đây là mình sẽ có về như là bảo vệ mắt nè, chuyển có chế độ màu trắng nè, nó hai màn hình với nhau nè. Rồi thì lúc này nó đang kiểm tra về như là những thông tin tài khoản, xác thực lại. Đây là mình đang chuyển hết toàn bộ dữ liệu từ bên đây và qua bên máy mới. Xác minh tài khoản ha. Đấy, đây là sao chép dữ liệu từ thiết bị Android của bạn nè. Đó, đồng ý qua. Đấy, thì lúc này là chúng ta nhìn thấy thông tin về bảo mật nè, chúng ta đọc hết những cái này và đồng ý. Đồng ý nha. Tiếp, từ chối không cho phép, cho phép hay toàn bộ trên đây. Thì đây sẽ có về cáp hay là không bằng cáp, tùy theo chúng ta. Ví dụ đây là mình muốn sử dụng về cáp đây. Đây mình đang có sự cáp nè, mình thử nha, thử bằng cáp nè. Đấy, hai sợi cáp Samsung, thử bằng cáp coi. Đấy, rồi có cáp nè, cáp. Cáp nữa.
đang truyền dữ liệu nè, luôn mở switch nè, file 4 nè, ok nè, tiếp tục nè. Tất cả những gì trên đây cho phép mới được. Cái này là nhận gửi, thì ở đây các bạn sẽ nhìn thấy trên đây nó sẽ có về gửi và nhận nè. Đã kết nối file 4 nè, đang dò. Đấy, thì đây là tất cả dữ liệu nè. Tiếp, 2 năm qua, tin nhắn thì 2 năm qua hay là 3 tháng trước hay là 1 năm qua. Đấy, tùy theo chúng ta chọn. Tất cả thì tới hơn 10.000 tin nhắn lận. Thì cái này chắc mình chỉ chọn chừng 1 năm thôi. Mất một lúc điện thoại nè. Đây là mình chọn tất cả thì cũng được nè. Nè, rồi truyền. Tiếp. Giữ màn hình bật nè. Đấy. Đây là đang truyền tải dữ liệu với nhau thông qua Skype. Đấy, đang truyền đó. Đây là đang trong quá trình truyền tải dữ liệu nha. Mời các bạn xem. Đấy, tài khoản đây. Bạn đồng ý không? Chấp nhận thì cho qua luôn. Nhận diện khuôn mặt, mã pin. Ví dụ đây là nhận diện khuôn mặt chẳng hạn đây. Tiếp tục. Pin. Đấy, pin có luôn. Đây là nhận diện khuôn mặt đây. Ok. Tiếp tục. Người trợ lý Google. Tôi đồng ý chẳng hạn đây. Cho phép tìm từ khóa nè, đồng ý. Đây là những cái ứng dụng của bổ sung của Samsung. Samsung nè. Đấy. Ví dụ mình thích cái nào mình cho vào cái đấy. Đây mình đồng ý hết thì ok. Rồi, xin chào. Quà tặng Galaxy nè, tiếp theo nè, ok. Đồng ý. Tiếp theo. Hoàn tất, tiếp lục xong. Đây. Những cái gì mà khi chúng ta hoàn tất đây thì đang truyền tải dữ liệu qua. Các bạn sẽ nhìn ha. Chút xíu là đang, đây là đang truyền nè. Trong quá trình truyền cũng còn khá là lâu. Các bạn sẽ nhìn thấy trên đây. Tài khoản có nè. Thấy không? Rất nhiều tài khoản trên đây chẳng hạn đây. Và chúng ta nhìn thấy đây là tài khoản của Samsung nè, account nè. Trên máy này cũng phải có luôn. Đây ha. Thì đây là cái quá trình mà mình đưa ra là cái cách truyền tải dữ liệu nè. Cơ bản thì máy đang truyền qua và cũng đang cài đó, và cũng đang download về đây như thế này. Thấy không? Thì ở đây chúng ta sẽ nhìn thấy là
trong quá trình để truyền xong thì mất thời gian rất là lâu, tại vì đây là bộ nhớ lên tới mấy trăm GB lận đó. Thì clip ở đây mình cũng review sơ bộ như thế này, thì cái cách mà đưa ra truyền tải dữ liệu để mời cả nhà chúng ta sẽ cùng xem. Rồi clip ở đây là mình cũng xin tạm dừng ở đây. Cảm ơn các bạn rất nhiều, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi clip. Xin chào, hẹn gặp lại, hẹn gặp lại chúng ta ở những clip tiếp theo ạ. Đây là đợi trong quá trình truyền tải xong là máy hoàn tất. Các bạn lưu ý là pin phải trên 50% ha. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.